Bản thân chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên, chúng ta phải xuất phát từ điểm tựa này. Cái này muôn đời không đổi thay được. Điểm tựa này chúng ta được có từ cái thời mà chúng ta còn là một tế bào rất nhỏ ở trong cơ thể của mẹ. Cho nên cái điểm tựa đầu đời trong bản thân chúng ta, cái điểm tựa đầu đời là ở đâu? Ở đâu? Ở trong bụng mẹ, đúng không? Đó là điểm tựa đầu đời của chúng ta, phải tựa nương vào đó để có một hình hài sau này. Cho nên có bài thơ gì đó: hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại, lòng thương yêu hào phóng đến vô cùng, hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung là chỗ này. Tức là hình hài của bản thân chúng ta, hình hài con khi còn là hạt bụi, có nghĩa là khi nó còn bé tí ti, nó là một tế bào ở trong cái cơ thể người mẹ đó. Và người mẹ đã ôm ấp cả một hoài bão, một ước mơ từ khi chúng ta là như thế, để gìn giữ, để dưỡng nuôi cho chúng ta có một hình hài, có một cuộc sống như thế này. Điểm tựa đó vô cùng quan trọng với cuộc đời của chúng ta. Điểm tựa đó mà lỡ có cái gì thì không có mặt cái chúng ta ngày hôm nay. Cho nên những bà mẹ mà có con hay là mang thai ở trong người, người ta rất kỹ lưỡng, từ cái đi, cái đứng, cái này, cái kia, cái làm việc, mọi thứ đều phải nghĩ đến cái cục vàng của tôi, tương lai nó sắp có mặt kìa. Không biết nó vàng hay đất, nhưng mà trước mắt thì cứ cho là vàng đi cái đã. Không. Như vậy thì những cái này chúng ta thấy rằng cái sự ấp ủ này, chúng ta có một điểm tựa quá an toàn, quá vững chắc từ cuộc đời của chúng ta. Rồi sau này chúng ta được sanh ra, được lớn lên, điểm tựa của chúng ta là trong vòng tay của mẹ, trong vòng tay của cha, trong nuôi dưỡng của mẹ, trong săn sóc của cha. Tất cả mọi thứ này cũng từ điểm tựa đầu đời đó. Cho nên ta nói là cha cho con một cuộc đời, mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên, lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian là chỗ này. Tức là cái lẽ sống của con, cái cuộc đời của con, chén cơm con ăn, manh áo con mặc, tất cả mọi sự hãnh diện với đời, chiếc xe con đi, cuốn vở con học, những đồng tiền con tiêu xài, đâu đâu cũng thấy công cha nghĩa mẹ, sự hy sinh ở trong đó cả. Cho nên ở đây có những người nói rằng cuộc đời của tôi trở thành một sự nghiệp vĩ đại, hay là tôi thành danh, hay là tôi trở thành một con người giàu có, hay là thành đạt hôm nay, từ đôi bàn tay trắng. Câu này nghe dường như rất hãnh diện và rất hay, nhưng câu đó mang cái nghĩa bất hiếu vô cùng lớn. Một điều chắc chắn, có những người cứ nói rằng tôi được sự nghiệp này, cuộc đời này, thành danh này, giàu có này từ đôi bàn tay trắng. Những người cha người mẹ nghe câu này là ruột rang đứt từng khúc hết, ruột gan đứt từng khúc hết. Nói câu này một cách vô tình là cho mình như một sự hãnh diện. Có thể rằng mình thấy mình quá nỗ lực tự thân để có được cái danh phận ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta biết rằng để có được cái danh phận hay sự nỗ lực này, chúng ta biết rằng bên cạnh đó phải có sự hy sinh từ ban đầu mới có chúng ta. Có những người cha người mẹ nghèo quá, nuôi cho các con cái ăn cái học là đã không còn tiền để chia cho các con rồi. Rồi khi chúng ta học ra đại học, chúng ta thành tài, chúng ta trở nên người giàu có hay là sang trọng địa vị, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là sự nỗ lực của chúng ta. Và gia tài sự nghiệp này là từ cái sức lao động của chúng ta làm ra. Rồi cái chúng ta thấy vậy, chúng ta mới nói là tôi lập nghiệp này từ đôi bàn tay trắng. Thì cái này trên mặt hiện tượng nào đó dường như đúng, nhưng mà các vị có thấy rằng có những người cha người mẹ lo cho các con vào đại học là đã đuối rồi, không bao giờ còn giữ lại bên mình một cắt bạc đồng tiền, không còn cái gì nữa. Thậm chí con mà đến thành danh hay là nên danh nên phận rồi, ở gia đình còn có cái tủ để đựng đồ nữa, còn không có cái tivi để coi, không có còn cái chiếc xe để chạy nữa, cầm bán hết, đất cát trong vườn không còn một cái gì hết, ruộng vườn bán hết. Vậy mà nói rằng tôi nên danh nên phận từ đôi bàn tay trắng. Cho nên ở đây cha mẹ không có tiền để cho con làm vốn để kinh doanh, nhưng mà đã cho con toàn bộ cuộc đời và kiến thức này,
Nếu không có sự hy sinh thầm lặng trước đó thì làm gì có cái thành danh ngày hôm nay của chúng ta. Cho nên đôi khi một câu rất vô tình mà trở nên tội lỗi và làm đau xót những người sanh thành ra mình. Câu này dứt khoát trong đời ai cũng vậy. Cho dù chúng ta có làm vua, chúng ta có làm quan, chúng ta có địa vị cỡ nào, chúng ta có trở nên một người giàu có cách mấy, là một tỷ phú, là gì cả, cũng không bao giờ quên được cái điều này. Trong những cái điều mà tôi giảng với các vị, cái bài mà kinh nghiệm của người giàu, trong 10 điều mà Bill Gates nói, có một điều Bill Gates để tỏ lòng tri ân đến cha và mẹ đó. Các vị thấy một nhà doanh nghiệp tỷ phú như thế mà còn phát biểu như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, trong cuộc đời chúng ta, dầu thế nào đi chăng nữa, có cuộc sống này, nên danh nên phận này, thì phải biết yêu cha kính mẹ. Cái điều này là điều đương nhiên. Chúng ta cần phải thể hiện một con người có đạo đức. Và ai là người có đạo đức trên cuộc đời thì người đó mới giữ gìn được sự nghiệp lâu dài. Tôi dám bảo đảm các vị, chỉ có con người có đạo đức, có hiếu thảo, có biết thờ cha kính mẹ, những người có phẩm chất đạo đức này thì mới giữ gìn được sự nghiệp và hạnh phúc lâu dài. Những ai không có quan niệm này, không có đạo đức này thì khó bề mà giữ được sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta.